Bảo vệ Vlog mến chào cả nhà thân thương nha. Hôm nay bảo vệ mời cả nhà theo chân bảo vệ mình ra mình phá thế cái sung cả nhà. Cái sung này nó cũng lớn rồi, trồng cũng cả 4 năm rồi, nhưng mà nó cái thế của nó giờ thấy nó hơi đơ đơ thôi, giờ mình phá thế lại kiểu mới nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân bảo vệ nha. Giờ đây cả nhà ơi, nãy mình đứng ra mình làm cái ông trời cũng mưa ào qua cái, bây giờ lá cây còn ướt nè. Giờ mình xử lý cái sung này nha. Đây, cái sung này gốc nó cũng bự hoạch, nó chắc cũng cỡ 20 hai mấy cả nhà, 20 25 gì đó. Nó lên đây nó hơi đơ. À, lên cái ngọn nó hơi đơ cái, bây giờ mình phá thế nha cả nhà. Đó, mình tính để làm dáng trực lắc. Nhưng mà giờ thấy trực lắc nó không ngon nữa rồi, giờ mình phá thế nó thôi. Rồi, để mình coi cái đoạn nào mình sẽ phá nó như thế này. Để sao cho nó hợp đây. Cắt cái ngọn này bỏ cái nha. Mình cắt mình lấy cái khúc dư này mình sẽ dăm nó cái nha. Dăm lên được cây khác nữa nha. À, để cái ngọn này vẫn còn thấy đơ. Nếu còn đơ thì cắt xuống luôn. Cái này bự quá. Cắt này luôn, dăm thêm đựng cây nữa nè. Rồi cái cắt này mình thay keo liền xẹo cho nó mau lạnh nữa cái này, cho nó mau kéo. Rồi thay keo cho em nó thôi. Hũ keo này cũng sắp hết rồi cái này. Giờ mới mưa mới ra chuẩn bị quay cái trời cũng thổi cho đám mưa, mà mưa sương sương qua mấy tầm ướt quá, ướt ác.
Rồi cả nhà ơi, mình cũng đã cắt và uống lại cái cây sung này rồi nha. Em sao mình đôn nó xuống, đôn xuống thấp như vậy cả nhà. Lên đây, sau này có chị ta cành rơi xuống đây. Nãy trời mưa mình chạy mình không kịp cắt mấy nhánh này luôn. Giờ hết mưa rồi mình quay lại cho nó cho cái nhà xem cho trọn vẹn nha. Thì lên trên đây nữa sau mình lấy ở đây một nhánh nè. Nhánh nó làm theo một nhánh theo cái con dây này làm demo cả nha. Đó. Cho nó phủ tàn qua tới đây ha. Phủ qua tới đây xuống đây. Rồi video của bảo vệ chia sẻ với cả nhà cách để mà bảo vệ phá cái thế cây sung này, đến đây cũng đã dài rồi. Xin tạm dừng ở đây nha. Mến chúc tất cả cô chú anh chị em và các bạn được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha.